sao mẹ mua nhiều rau thế? Ừ, chị Toa dẫn mẹ đi chợ đầu mối để mua đấy. Chỗ này rẻ lắm con ạ. Chịu khó đi xa một tí, nhưng mà giá của nó rẻ hơn ở đây một nửa đấy. Chị Thoa thứ hai nào cũng đi, mua thứ hai mà ăn cho cả tuần đấy. Mẹ mua rẻ thế này rồi lỡ bị làm sao lại tốn thêm một đống tiền thuốc nữa thì cũng quá tội. Không đến nỗi như thế đâu con. Mẹ cũng đừng tiết kiệm quá, mẹ phải giữ gìn sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất. Đúng còn rồi. Chuyện kinh tế cứ để con lo, khi nào mà ổn ổn mẹ con mình chuyển đến chỗ rộng hơn sẽ không phải ở chỗ tồi tàn như thế này nữa. À, Lâm à, Lâm ơi, cô mua nhiều rau lắm, cầm về một ít mà ăn đi. Ôi, thôi thôi, cháu cảm ơn, cô cứ ăn này. Ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mai này có vẹn nguyên, còn nguyên như lời ta đã hứa trước đây. Đây. Nói. Gì đây? Sáng giờ có cái gì vui mà cứ toe toét đây? Lại còn hát nữa. Làm gì có cái gì? Xin cô, tao nói thật nhá, bây giờ mà người ta vào đây ấy, người ta lại tưởng phòng khám nha khoa đấy. Toàn răng là răng thôi. Đã bảo không có gì rồi, tao giấu mày làm gì? Đừng có mà qua mặt tao, tao quen mày từ năm 10 tuổi đấy. Không có gì thật. Nói. Thì hôm nay là ngày kỷ niệm. Kỷ niệm gì? Kỷ niệm đứa anh cầu hôn tao. Thế cơ à? Xong sao nữa? Thì tao tưởng là ông ấy quên, nhưng mà sáng nay lại thấy mua hoa. Mua hoa á? Hoa gì? Hoa mao lương ý. Hoa cẩu lương ý, hoa mao lương ý. Cái gì? Chẳng biết cái gì cả. Hoa mao lương. Hoa mao lương là hoa gì? Quyến rũ dạng người, duyên dáng cũng như thu hút ánh nhìn á. Không thể thiếu trong các đám cưới ngày lễ kỷ niệm, vì nó sẽ giúp các cặp vợ chồng á. Ôi, được đấy, được đấy. Giả riêng cái nó khác biệt hẳn nha. Biết thế này tao khuyên mày từ trước, có khi bây giờ tao lại có cháu bé. Thế nào, có định gương vỡ lại lành không? Không, không đâu. Thì người ta cũng mua cho mình bó hoa. Ừ, mình cũng phải đáp lễ chứ. Ừ. Ờ, thì đấy, tao cũng định tối nay về làm bữa cơm. Ừ. Bữa cơm đơn giản thôi. Không thì mua đồ ăn sẵn cho nhanh. Thì em xin chị, lòng mề lộn xào hết cả lên, lại còn giả vờ. Thì mày cũng biết là mua thì nó nhanh hơn với cả ngon hơn. Nhưng mà nghe có vẻ cũng không được thành ý lắm nhỉ. Thực ra thì ông Đức Anh ông ấy cũng biết là mày nấu ăn cũng có tầm rồi, nên là mày nấu cái quỷ gì ông ấy chả đồng ý. Dạo này tao nấu ăn hơi bị khá đấy. Ui, cái đấy không quan trọng bạn ơi. Mà nếu kể cả mày có nấu không ngon ấy, thì chúng mày có thể quay ra ăn. Con điên này, ơ kìa, nó linh tai linh tinh, làm việc đi. Mày ngại đấy à? Này, tầm này làm việc không quan trọng đâu. Quan trọng ấy là cái bữa tối nay của mày ấy. Ơ, lên waxing à? Ơ, được ấy. Hay là waxing để tối nay gen đen gen đỏ đi. Ơ, này nhớ chuẩn bị thêm cả nếm thơm ấy nhá. Ôi dồi ôi, để tao làm cho. Kinh à, hôm nay thằng bạn mình tập căng đấy. Thôi xem nào. Ôi, buồn thằng hâm rồi. Tập. Tao nhìn mặt mày rất khả nghi nhá. Mày đang có âm mưu gì? Mà bình thường tao thấy mày có bao giờ tập chân với cả tập mông đâu. Mày định tăng testosterone để làm gì? Cho nó khỏe. Chứ không phải là mày định phản bội con bạn tao đấy à? Ngâm. Mày ngày kỷ niệm của tao đấy. Thế là mày định dành cho con bạn tao thật đấy à? Chuyện người lớn trẻ con bớt thắc mắc đây. Người lớn tâm sự với trẻ con thì nên là đúng không? Lâu rồi bạn không kể được. Thôi thôi, lượn đi cho tôi tập. Thế là như nào? Được. Lượn đi này, anh tập đi. Đấy, ok. Tối nay rảnh 8 giờ, đi gặp hội ông Hoàng.
Nhá. Hoa nào. À, ông già rồi. Ừ. Ủa, hẹn chưa? Hẹn rồi, tối nay. Hẹn sang tối mai được không? Thế mà mày nói với tao là tối nay mày rảnh. Sang tối mai được không? Không được đâu bạn ạ. Hôm nay ông chỉ ở Hà Nội nốt đêm thôi. Ngày mai ông bay công tác rồi. Bây giờ mà không gặp ông ấy thì không biết hôm nào gặp được đâu. Tao phải săn mãi thì trợ lý mới sắp được cho tao đấy. Như đùa ấy. Mày cứ nói với cái Hân đi, nó hiểu mà. Kỷ niệm một hôm có sao đâu. Nhá. Tập tành gì nữa. Để luôn. Hoa. Chị đây, hai vợ chồng dạo này khỏe không? Có tin vui gì chưa? Bọn em ổn. À, bình thường anh Đức anh thích ăn món gì nhất chị nhỉ? Chồng thích ăn món gì nhất mà vợ không biết á? Thì em hỏi món anh ấy thích nhất ấy. Món gì? Thích nhất á? Ừ. Nghe rõ đây này. Mà sao thích ăn cái món khó thế, làm sao mà em làm được? Hay là thôi, chị nhắn cho em cách làm đi. Với cả nguyên liệu có gì nhắn em luôn nhá, để em mua. Em cảm ơn chị. Ăn món khó thế. Trái anh ạ. Cái bánh màu tím là gato sô cô la nhân việt quất. Bánh màu cà phê là gato cà phê và mousse cà phê ạ. Cho em lấy cái này. Dạ. Bánh này là gato vani nhân dâu tây với thạch anh ạ. Đấy à, có hai trái tim lồng vào nhau. Dạ. À, anh có muốn ghi chữ gì lên bánh không ạ? À, nào nhờ. Cho anh mượn được không? Dạ được. Anh gửi gói vào anh luôn. Dạ vâng. Ông Hoàng hẹn sớm hơn đấy. 8 giờ nhá. Gói nhanh giúp anh nhá. Dạ vâng. Cho anh quét mã chuyển tiền luôn. Bây giờ nhá. Trứng em đánh tan lên. Đánh tan trứng à? Thế bây giờ cho vào nồi nhá. Này, nhớ là khuấy một hướng rồi đều tay vào. Ê, dễ này rồi á? Xem rồi chưa? Được rồi. Này, thế là được một bữa ăn ngon cho Đức Anh rồi đấy nhá. Bây giờ em chịu khó nấu ăn nhiều vào. Cái gì khó thì cứ gọi cho chị. Em vẫn nấu mà. Nhưng mà cái gì khó thì em hỏi chị thôi. Ê, thế nhá, em cảm ơn chị nhá. Bye bye. Xin chào. Cần mình giúp gì không? Em làm xong rồi. Thôi, vào thay quần áo đi. Ờ.
chị hài lòng chứ. Mất bao công chăm con dâu, bây giờ con dâu chăm lại con trai mình. Nấu có một bữa ăn mà còn phải hướng dẫn từ xa. Thì cháu nó không biết, nó hỏi, miễn là nó có lòng là được chị ạ. Chị ơi, thật ra là trong lòng là rất là dướng, nhưng mà ngoài mặt cứ nói những lời cay đắng. Đấy, khổ thế đấy, bà chị cô ấy là khổ mỗi cái miệng thôi. Chị bớt bớt đi, hèn gì em thấy cái Lan nhà chị á, nó trốn chị là đúng rồi. Này, cô lại sắp sửa mang chuyện nhà tôi đi bêu khắp xóm nhà cô bây giờ đấy. Hôm trước cũng ở đây đấy nhá. Thực ra thì tôi cũng học cách chấp nhận thôi, chứ chúng nó vui vẻ chăm sóc nhau thì mình cũng vui mà. Cố gắng mà nhắm mắt làm ngơ thôi chứ còn gì. Chị nghĩ được như vậy là tốt lắm đấy. Tuổi chị em mình bây giờ ấy là làm sao tự chăm sóc cho bản thân luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ là các con mình nó không phải lo nghĩ gì. Đấy cũng là chăm lo cho chúng nó đấy. Chị ơi, em có ý kiến, ba chị em mình đò ăn ngô xem ai nhanh đi. Ôi ôi, em với chị thì thua luôn nhở. Ơi, thay đồ xong chưa? Xong rồi. Ra ăn cơm thôi. Đi. Đi. Ngoài nhìn ngon thế. Chào anh chủ kệ. Nào, chụp tác giả bữa ăn ngày hôm nay. Ok. Ngon thì ăn thôi, nhanh lên. Anh bảo này, đang có việc này em muốn nói với em trước. Nhưng mà em phải hứa là không giận anh mới dám nói cơ. Chuyện gì? Hôm nay thằng Quân với anh có hẹn với làm khách hàng rất là quan trọng. Cái ông khách này bọn anh theo nửa năm nay rồi mà mãi hôm nay mới hẹn được ông ý. Mà chỉ được hôm nay, không lùi được hôm sau vì mai ông ý bay mất rồi. Anh không muốn đi hôm nay đâu, nhưng mà lỡ cái hợp đồng này thì cũng tiếc. Anh đang trình bày lý do để xin phép em gặp khách hàng tối nay à? Không, nếu mà giận thì em cứ nói, đừng cười thế. Không, em không giận. Thực ra là em đang vui đấy. Tại sao? Ngày 12 tháng 10, sau khi chúng mình kết hôn được một tuần, con đứng làm gì đấy? Lấy cơm đi con. Dạ vâng ạ. Con mời bố mẹ ăn cơm trước ạ. Con đợi anh Đức Anh về cùng rồi ăn luôn. Đức Anh nó đi họp mà, nó có ăn cơm đâu. Con không biết à? Thế ạ? Phải để ý đến chồng chứ con. Vâng ạ. Ăn cơm của bố mẹ luôn đi. Dạ.
Mình ăn cơm đi. Con mời bố mẹ ạ. Ủa, em nhớ cả ngày tháng luôn. Em nhớ chứ. Vì đấy là lần đầu tiên nên em nhớ. Còn sau đấy thì không nhớ xuể. Nhưng mà tóm lại là anh chưa bao giờ hỏi ý kiến của em trước khi đi gặp khách hàng. Anh chỉ toàn báo cáo với mẹ hoặc chị Thoa để cắt cơm thôi. Cùng lắm là có cũng có nói với em. Nhưng mà báo cáo như chuyện đã rồi ấy. Anh còn nhớ mỗi lần chúng mình nói về chuyện đấy, anh nói với em những gì không? Em cứ bị quan trọng hóa vấn đề. Bây giờ em có nấu cơm đâu. Anh nhắn em xong em lại phải nhắn mẹ với chị Thoa để cắt cơm cho anh. Thêm một tầng trao đổi thông tin có phải phiền phức ra không? Lúc đầu em tức, cho nên là cằn nhằn với anh suốt. Nhưng mà mãi anh cũng chả thay đổi gì cả. Nên là em cũng quên mất là em ngừng đòi hỏi anh phải báo cáo với em từ khi nào. Cho nên đây là lần đầu tiên anh xin phép em đi gặp khách hàng đấy. Xin lỗi, em không ngờ là mình lại vô tâm như thế. Mình xì xóa được không? Xì xóa mọi chuyện cũ, cho anh cơ hội sửa sai nhá. Anh hứa từ giờ anh sẽ khác, anh sẽ không làm em phải buồn nữa. Tha lỗi cho anh nhá. Anh đang nói thật lòng, đây là... Sao lại xến? Rồi, biết rồi. Nhưng mà sao lại xến, anh... Thì xến thật mà. Xến, chả xến đi nào luôn ấy. Này không phải dễ dàng gì mà nói ra mấy câu xin lỗi này đâu nhá. Rồi, biết rồi, biết lời trong tim rồi nào. Ăn thử đi. Anh em làm đấy, món anh thích đấy. Nào, ăn đi. Không. Uống đi xem mà ngon không. Không. Anh lấy hết sự dũng cảm để anh nói xin lỗi với em rồi. Bây giờ em phải tha lỗi cho anh mới ăn. Cận tiếp nhá. Uống đi. Perfect luôn. Uầy. Ngon. Canh của mẹ với chị Hoa. Không có tuổi. Đâu đấy, ngồi uống thử nào. Để thử món này em à. Chứ rồi mặn mà. Đâu mà mặn, ngon thế là gì á. Món này cũng ngon này. Vừa mới làm lần đầu mà ngon này á. Xuất sắc không? Chào chị bác cơm. Đây, em lấy cơm nha.
Mà cái bánh Happy Anniversary kia là nhân ngày gì đấy? Nhân ngày kỷ niệm đấy à? Kỷ niệm gì? Kỷ niệm ấy. Nhưng mà phải kỷ niệm ngày gì chứ? Ngày đấy đấy. À, là cái ngày hôm nay lần đầu tiên anh xin phép em á? Không. Thế là ngày gì? Không biết. Tựa lắm chuyện. À, không nhớ rồi nói đi. Không nhớ đâu nói. Nhớ. Nhớ. Quần vợ. Thôi đi đi, không nói đợi. Tự nhiên chán đi nữa. Rồi ăn cơm này. Thôi đi đi, khách hàng quan trọng mà. Đồ ăn thì để đấy. Rồi về chúng mình ăn tiếp. Thì anh đi đi nhá. Đâu bà này? Nhìn phía về rồi. Ừ. Thật ngon.